bàn học chân sắt hòa phát HRH2010C7 thiết kế mặt chữ nhật chất liệu gỗ melamin. Bên trên mặt bàn có một nắp đi dây điện tiện dụng. Khung chân bàn HRH2010C7 bằng sắt ống oval sơn tĩnh điện với 4 chân trụ. Thiết kế mặt bàn hình chữ nhật với các góc cạnh vuông vức mặt bàn dày 25 mm, khách hàng có thể yêu cầu khoan thêm hộp điện đặt ở trên mặt bàn. Chân bàn có các nút nhựa tránh trầy xước khi di chuyển bàn có thể kết hợp với các mẫu ghế ngồi họp để tạo nên sự đồng bộ, một không gian không quá lớn thì có thể cân nhắc chọn mẫu bàn học HRH2010C7 đây là lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.